Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video ngày hôm nay chúng ta cùng đi vào bài 45 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Đó là thực hành lắp ghép xếp hình phẳng. Bài tập số 1, dùng các miếng bìa sau. Yêu cầu các em là lắp ghép để thành các hình A, B, C theo cầu đề bài. Như vậy, cô đánh dấu đây là miếng bìa 1, đây là miếng bìa số 2, đây là miếng bìa số 3. Như vậy dùng 3 miếng bìa này để chúng ta ghép thành hình A thì các em sẽ ghép như sau. Các em có thể dùng bút nhá. Đấy, chúng ta ghép. Các em có thể dùng bút chì, các em nối cũng được. Các em có thể dùng bút chì, các em nối. Như vậy, đây, cô chia như thế này. Thì cái hình 1 cô sẽ xoay lại và cô cho vào đây. Hình 1 sẽ ghép vào đây. Hình 2 cô ghép vào đây. Chỉ là xoay thôi, xoay hình và hình 3 xếp vào đây. Như vậy, ba cái hình, ba cái miếng bìa 1, 2, 3 cô sẽ xoay và xếp để thành cái hình A như thế này. Sang hình B. Sang hình B, để xếp được hình B thì cô sẽ làm như sau. Đây, cô kéo dài cái miếng bìa này. Đấy, kéo để cho ba cái điểm này. Được chưa? Rồi, các bạn có thể nối hai điểm này với nhau. Đây, các em nối hai điểm này với nhau. Như vậy, cái hình 1 cô sẽ xếp vào đây. Hình 2 cô xoay và cô xếp vào đây. Hình 3 cô cũng xoay và cô xếp vào đây. Như vậy là cô đã xếp 3 hình ở phía trên để thành hình B. Đối với hình C này thì các em sẽ xếp như sau. Từ cái điểm này các em đánh dấu cho cô 2 điểm. Đây, cái điểm này các bạn đánh dấu đậm lên. Và điểm này các em cũng đánh dấu đậm. Đây, các bạn kéo xuống. Rồi, cái bên này các bạn cũng kéo xuống cho cô. Thì chúng ta thấy này, cái hình 1 cô sẽ ghép vào giữa. Hai hình số 2 và hình số 3 cô sẽ ghép sang đây. Xoay và chúng ta sẽ ghép vào, đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã xếp 3 cái miếng bìa 1, 2, 3 để chúng ta xếp thành 3 hình ABC như hướng dẫn ở đây rồi. Trong các hình ghép được, hình nào là hình tứ giác? Vậy các em có biết hình tứ giác là hình có mấy cạnh không? Trong cái hình này này. Trong cái hình không phải là cái phần mình vẽ thêm nhé. Chúng ta chưa nói đến phần vẽ thêm. Cái hình mà người ta cho ban đầu ấy, đấy, thì hình đấy là hình nào là hình tứ giác? Thì chúng ta có hình tứ giác này. Là hình có mấy cạnh các bạn? Tứ giác là hình có 4 cạnh. Như vậy hình này này, hình A này, có 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh. Đấy, như vậy hình A sẽ là hình tứ giác. Hình B này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy hình B có 6 cạnh thì không phải là hình tứ giác. Hình C có 1 này, 2 này, 3 này, 4 cạnh. Như vậy hình A và hình C là hình tứ giác bởi vì có 4 cạnh. Như vậy ta có hình tứ giác là hình A, hình C. Hai cái này là tứ giác. Là hình tứ giác. Hoặc các em có thể ghi hình tứ giác là hình A và hình C thì cũng được. Các bạn có thể ghi hình tứ giác là hình A và hình C. Như vậy là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Ai chưa xong, các em có thể dừng lại một chút, tiếp tục làm cho xong. Bây giờ chúng ta sẽ đọc qua cái yêu cầu của bài tập số 2 nhé. Em hãy gấp các tờ giấy màu theo hướng dẫn ở hình sau để tạo thành hình con cá nhiều màu sắc. Thì phần này các em tự làm thủ công, đúng không nào? Phần này là các bạn tự làm, tự gấp nhé. Cái phần gấp và cắt này cũng thế, các em sẽ tự làm luôn bài tập số 3.
Bài tập số 3 các bạn cũng tự làm. Chuẩn bị một tờ giấy hình vuông, rồi chúng ta gấp và cắt tờ giấy theo hướng dẫn để tạo thành là 8 hình tam giác. Thì cái này là các em gấp và cắt thôi. Sau đó thì chúng ta sử dụng 8 hình tam giác để chúng ta ghép thành các cái hình như này. Bài tập số 4, sử dụng các đồ vật có sẵn để xếp thành hình tứ giác. Các em nhớ cho cô, hình tứ giác là hình có 4 cạnh. Như vậy các em sẽ dùng các cái đồ vật có sẵn, ví dụ như chúng ta sử dụng các cái thước hoặc là các cái bút, đấy, bút chì, bút bi để chúng ta ghép thành hình có 4 cạnh để thành hình tứ giác. Bây giờ cô và các em chuyển sang bài tập số 5. Bài tập số 5 thì chúng ta chỉ đi bài tập 5A, còn phần tương tự thì các em hãy tự làm. Bài tập số 5A, tìm hình còn thiếu trong mỗi ô trống. Vậy các em nhìn này, trong một dãy như thế này thì nó gồm có 3 hình. Một hình vuông, một hình tròn, một hình tam giác, chỉ là thứ tự thay đổi thôi. Nhưng mà nó đều có 3 hình như vậy. Vuông, tròn, vuông, tròn, tam giác đúng không? Đây bên dưới này, vuông này, tròn này, tam giác này, chỉ là thay đổi vị trí thôi. Vuông, tròn, tam giác. Như vậy trong mỗi hình, trong mỗi hàng này phải đủ 3 hình. Đây có hình tam giác và hình tròn rồi thì thiếu hình vuông nữa. Vậy các em vẽ vào đây một hình vuông. Như vậy các em ở hình đầu tiên này các em vẽ một hình vuông vào. Được không? Tiếp theo chúng ta có hình tròn và hình tam giác. Đây xem như là nếu như mà không vuông tròn tứ giác thì không vuông tròn tam giác thì các em sẽ đọc cho cô là hình tứ giác đi, có 4 cạnh đi. Một hình tứ giác, một hình tròn, một hình tam giác. Đấy. Một hình tứ giác, một hình tròn, một hình tam giác. Hình có 4 cạnh, chúng ta đang nói hình 4 cạnh thì cơ bản nhất là ở chương trình lớp 2 thì chúng ta tất cả các hình 4 cạnh chúng ta đều nói chung nó là hình tứ giác, chưa phân ra thành hình vuông hay hình chữ nhật, được không? Như vậy đến đây thì chúng ta có gì? Một hình tròn và hình tam giác rồi. Thì cô sẽ vẽ thêm một hình hình tứ giác vào. Hình tứ giác là hình có 4 cạnh. Các em vẽ một hình có 4 cạnh vào. 4 cạnh khép kín. Được không? Tiếp theo ở đây chúng ta có tứ giác rồi, 4 cạnh rồi. Nó thiếu một hình tròn và một hình tam giác. Thiếu một hình tròn và một hình tam giác nữa. Như vậy ở đây cô sẽ vẽ hình tam giác vào đây. Và bên này thì cô vẽ một hình tròn. Đấy. Như thế là cô đã hướng dẫn cho các em, chúng ta đã đi xong được bài 45 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Để ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem thêm thật nhiều các video miễn phí khác trên kênh để ủng hộ cho cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.